Rồi chúng ta vô thăm làng Việt Nam nha. Làng Việt Nam ở trong đây. Làng Việt Nam là làng Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải làng Việt Nam Việt Cộng nha. Làng Việt Nam Việt Cộng không có ở đây. Dạ, làng Việt Nam Cộng Hòa. Ok, rồi. Rồi, Tết sinh viên. Hai con gái. Oh, thích lâu đạt. Đến rồi. Rồi. Trời, đẹp quá. Quá trời à, dễ thương. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Happy Tết nha. Tết Giáp Thìn 2024 tại Orange County, quận Cam, Costa Mesa, Little Sài Gòn nha, USA, bên Mỹ. Rồi. Mười hai giờ 45 nha, sẽ có khai mạc, lễ khai mạc ở trong phòng trường. Ơi, Dr. Sam quay số nha. Hay quá. Xếp hàng cho gói đỏ Cao Optima, là một công ty bảo hiểm sức khỏe. Cao Optima lại đây cho quà mỗi người cái túi đỏ. Cái túi này bộ đặc biệt nha. Ồ, người ta quay số nè, coi như được trúng cái gì. Quá trời vui. À. Hello. Hello, how are you? Okay, thank you. Vui quá. Ok. Lake Shore nha. Ai thích ghế làm neo mà lại xịn á thì order lên check Lake Shore. Ghế này giống như lâu đài ở cung của vua ngồi nha. Quá đã. Quay dầm số trúng quà của Spectrum Mobile Phone, Mobile Phone nha. Spectrum. Vui vui, chợ Tết vui vui. Dạ, kính thưa quý vị, tôi đang ở trong làng Việt Nam Cộng Hòa. Không phải là làng Việt Nam Việt Cộng, là làng của người Việt tự do. Ok, chứ không phải là làng của người Việt xã hội chủ nghĩa. Oh, oh. Tết nha, vui 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 vui, bánh chưng bánh tét đủ thứ. Wow. Đông quá. Vui 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 nha. Quá đông. Tôi đã quay lân màu hồng nó xinh không. Bén vô, bén mẹ vô.
Đây là những cái ghe mà khi xưa chúng tôi vượt biên á, vượt biên qua Mỹ á, dùng mấy cái ghe này chạy qua mấy cái đảo ở Indonesia, Thái Lan, vân vân, trốn cộng sản, trốn Việt Cộng. Thì bây giờ được đền bù như thế này. Cả 100.000 người Việt chết trên Biển Đông nha, cũng vì tụi Việt Cộng á. Hello anh. Ôi, vui quá. Rồi. Đây là cái gì nè? Đây là lễ hội gì vậy em? Đây là cái gì vậy? Parade. Oh, parade. Okay, thank you em. Parade nha. Đón mừng. Áo bà ba đẹp quá. Quan khách tới. Này đẹp. Dạ. Ồ, cái này là cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể ở đây đám cưới đầu năm. Gái nhận quà của nhà trai nha, chầu cau đầy đủ nha. Ok, rượu mừng chầu cau đầy đủ hết. Ồ, cây này chắc là người Việt Nam không biết, mất gốc là người Việt Nam mình mất gốc chắc không biết đâu. Cái cây này là cái cây nêu, bây giờ là chỉ còn ở bên Little Sài Gòn, quận Cam, Cali chúng tôi thì có thôi, chứ còn Việt Nam tôi nghĩ là không có đâu. Việt Cộng nó dẹp mẹ đó. Việt Cộng nó dẹp mẹ nó hết rồi, không còn cây nêu đâu. Ok, chúng tôi đã đi xa quê hương, mang theo những những truyền thống. Dạ, không có gì, không có gì vinh hạnh hơn là ngày hôm nay là rất là vinh hạnh lên để cái cổ lễ này. Mời các con lại đứng gần đây để chụp tấm hình chung với mình. Đó. Chúc mọi nhà hạnh phúc nha. Thường quá. Chiếc chiếc những loại cầu chúc phải treo lên. Có dầu, có cái mình có lần chồng và hình như là chắc là đã đón được cô dâu rồi đó, đã đi hết thủ tục và làm hết những cái công cụ cần thiết để mà đón cô dâu đi. Đây là Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam nha, tại Hoa Kỳ, Cali, USA, Little Sài Gòn.
các em đang làm thủ công nghệ cái gì đó, làm mấy cái gì vậy nè. Not now, thank you. Because later on, after filming the Tết Hậu Chợ, then I will stop by. Thank you, ma'am. All right, thank you. Cảm ơn các điên trưởng nha. Trời ơi, dạy dỗ mấy em dùng chúng tôi. Cảm ơn, thank you. Cảm ơn các điên trưởng. Ok, hay quá. Đó, sau khi chơi chợ Tết rồi ăn uống, mỗi đứa một hộp. Sướng quá. Ồ, đây là Liên đoàn Lam Sơn nè. Liên đoàn đã có lâu lắm rồi, ở bên Việt Nam cũng đã có rồi. Liên đoàn Lam Sơn. Lost and found, whoever lost and lucky, and a wallet, just come to the state to receive the wallet back with all the ID and all. Vui. Chúc mừng năm mới, Happy New Year.
chúng ta nhận. Xíu mà há cảo à, đầy đủ nha. Quá ngon, quá ngon. Nhìn thấy ớt không mà cũng thấy ngon rồi. Đó. Xíu mà há cảo. Đại diện nhà gái dạ. Mình thấy hai họ đều vui vẻ hết. Coi như là ngày xuân là ai cũng vui rồi, bây giờ là thêm được cái đám cưới nữa để càng vui hơn. Và đẹp nữa, rực rỡ quá, ai cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ là bây giờ mình trở về. Ủa, chấm đi trước rồi. Bây giờ mình đi từ từ. Bây giờ lỏng đâu, lỏng đâu. Phải có lọng tre. Nào là coi như là cô dâu được lọng tre nè ha, được một cái lân. Mà nhiều khi mình thấy là như là quý vị cũng biết là cái phong tục á, cái thường thường quý vị thấy là màu đỏ. Màu đỏ là người ta thích nhất, là bởi vì cái đó là cũng như những điều may mắn tới, là trắng là coi như là họ làm những cái tiếng mà đánh xa những cái sự không may mắn á. Thank you.
chị lúc nào cũng đẹp hết. Về Việt Nam rồi, bỏ em một mình. Rồi, vui vẻ nha anh chị. Quá thì được quay ké cô luôn. Hay, hay quá. Wow, here's the U.S. Army. All right. Young men and young women, thank you for your service. Thank you, thank you. Sorry for my left handshake. All right, thank you, thank you. Thank you for your service. Thank you for your service. Okay, all right, okay. Mami. Ok, ok, trời ơi, dễ thương quá, đứa nào đó. Nó mặc quần áo và truyền thống Việt Nam nè, yếm này nọ quá trời. Cô đang đợi lấy thức ăn hả hay sao? Dạ, đang đợi lấy thức ăn ở 2 giờ mấy em diễn trên sân khấu lớn. Ồ, đó đang con múa cái gì ở trong đó đó, đẹp lắm. Tí nữa có gì gặp con ở trong đó. Ok, bà cũng xinh quá đây nè. Trời ơi. So beautiful. Ok. Love you guys, ok. Ok, trời ơi. Nó đẹp đẹp quá, xinh. Giống bà, giống mẹ. Ok, oh. Ok. Rồi, xin phép bà nha. Dạ, yeah, bye bye. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Em nó đẹp quá. Đứng nơi này hơi bị con sâu lây một chút. Hơi bị chói ánh nắng một chút. Xinh quá.
hay quá. Đây là Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại dạy các em nói tiếng Việt á. Học sinh Mỹ có, học sinh Việt có, nói tiếng Việt. Hay quá. Xin cảm ơn các thầy cô đã dạy các em nói tiếng Việt nha. Thank you so much. Ok. Dạ, cảm ơn các thầy cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn các thầy cô nha. Dạ, ok, giỏi quá. Thank you. Dạ không, à, tụi nó lớn hết rồi anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, giờ là tôi chỉ đóng vai ông thôi, giờ chỉ enjoy thôi. Không, không có khổ như ngày xưa nữa. Ý thương ghê. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. À, thì anh nói một tí giới thiệu về trường như thế nào thế anh? Anh tên gì ạ? À, tôi là Nguyễn Thanh Khoa. Dạ, anh Khoa. À, anh đang online, ai đang đấy hả? Dạ, dạ. Tôi là Nguyễn Thanh Khoa, chủ tịch của Hội đồng Quản trị Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Dạ. Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại là một cái tên mới, trên đây thành lập được 3 năm, nên thực ra nó có 30 năm rồi. Dạ. Trước đó tên nó là Ban Đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California. Dạ. Mục đích chính của tổ chức này là liên kết tất cả các trường Việt ngữ ở Nam California, khoảng 90 cái trung tâm Việt ngữ. Wow. Học tiếng Việt dạy cho các em vào cuối tuần. Rất hay. Có chùa, có rồi Tin Lành, có rồi là không có những không có tôn giáo nào cũng có nữa. Để hướng dẫn cho các em học tiếng Việt. Và mỗi một năm với chúng tôi tổ chức một cái khóa huấn luyện tu dưỡng sư phạm. Oh, dạ. Dạ. Chúng tôi cũng có một cái bộ sách giáo khoa dùng làm cái tài liệu dạy cho các em. Dạ. Và cái bộ sách giáo khoa đó là một cái bộ sách là áp dụng theo cái triết lý giáo dục trước 1975, gồm có nhân bản,
dân tộc và khai phóng, cái đó là cái hướng dẫn cho vấn đề mà chính sách cũng như là hướng dẫn cho vấn đề giải quyết công việc. Dạ, cảm ơn Khoa. Và 3 năm gần đây đó thì chúng tôi đã hình thành chuyển cái tên ban đại diện cho trung tâm Việt ngữ Nam California thành ra một cái tổ chức lớn hơn, gọi là Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Dạ. Cái tổ chức này mục đích chính là để liên kết tất cả các cái trường Việt ngữ ở ngoài Việt Nam ra. Dạ. Để mà giúp cho các thầy cô sinh viên làm công việc này giảng dạy. Dạ. Kết quả hơn. Và đến giờ này chúng tôi hầu như liên lạc với các trường trên thế giới. Dạ. Làm công việc tình nguyện này. Tuy nhiên chúng tôi cũng song song việc đó chúng tôi đưa cái tiếng Việt vào trong cái hệ thống giáo dục hay. Hoa Kỳ. Dạ. Tiên tiên ở như Nam California hiện nay có 4 cặp khu lớn có người Việt mình ở đây có cái chương trình dạy tiếng Việt ở trong đó. Những cái em mà lớp mẫu giáo đó bắt đầu đi vô học ở chương trình công lập đó là cũng có thể học tiếng Việt được. Và song song với tiếng Anh thì đây là một cái nỗ lực rất lớn của hàng ngàn cái thầy cô tiếng Việt làm công việc đó mấy chục năm nay rồi. Và vâng, cảm ơn Khoa. Cái ánh Việt cho cộng đồng Việt Nam và vâng. Chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn anh đại diện phụ huynh học sinh của cộng đồng hải ngoại người Việt và tự do chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn các thầy cô ở đây đã bỏ công lao ra, sức lực ra để dạy dỗ các em không có quên tiếng mẹ đẻ người Việt của chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn Khoa nhiều ạ. Dạ. Biết được cái nỗ lực của rất nhiều người. Dạ. Tìm cách để gìn giữ cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta hải ngoại. Và với chúng ta ra đi thì không có gì khác. Đúng. Có ngôn ngữ thôi. Dạ. Chỉ có cái quyền sao lòng. Dạ. Chính là vậy. Nó mới hồi lại gìn giữ lại. Dạ. Có ngôn ngữ đó thì có văn hóa. Dạ. Trong khi chúng ta mặc một mấy quần áo ngày Tết hiện nay cũng là một cái nét của cái ngôn ngữ. Dạ. Mà mấy anh nghe mới biết là cái áo dài Việt Nam hay là áo dài của phụ nữ. Dạ. Hay là có tô phở bò, phở gà, phở với các thứ thì phải bằng tiếng Việt. Đúng. Thì cái đó là cái nét đẹp của cái dạ vâng. Dân tộc Việt Nam của chúng ta. Dạ. Dẫu chúng ta phương nhưng mà vẫn nghĩ về cội nguồn và gìn giữ những cái nét đẹp của cội nguồn của mình. Dạ. Đó là cái mà chúng tôi mong đợi. Mà phải nói rằng cộng đồng Việt Nam của chúng ta hải ngoại rất là hãnh diện. Dạ. Hãnh diện ngoài cái việc chúng ta thành công về lĩnh vực khác, về thương mại, về khoa học, về ngành nghề, nhưng mà chúng ta vẫn không có quên cái cội nguồn chăm sóc cho các em đó. Dạ vâng, các em là đang thi biết thương quá. Khác của cái liên quan cái vấn đề tiếng Việt là cho học vẽ. Dạ. Giờ thì giờ thi vẽ cái gọi là cái năm nay là năm giáp thìn. Thì các em nó thi vẽ để thi với nhau rồi các thầy sẽ chọn. Dạ. Phát đoàn các em. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Dạ, tôi tên là Vinny Trần. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh thầy Khoa. Dạ vâng. Để tôi đang xin lấy hình của thầy một tí chung với anh em. Đó, tôi với thầy Khoa nha, đang đứng nha. Ok. Happy The Year of the Dragon 2024 nha các bạn. Ok, với đi chào thầy Khoa. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Bye bye. Enjoy, and thank you everybody for having us one more time here at the Zen Festival 2024. Thank you. Hay quá các em. Có dài trình diễn. All right, here we go. You guys want to get funky in here? Yeah! You guys want to make it funky? Let's do it. Let's bring the funk and let's blow the roof off this sucker. Here we go. One and two and one and two and three.
number one. Hello, hello. Okay. Tracy is over there somewhere. Tracy, right here. Robert.